Rồi, xin chào toàn thể tất cả anh em đến kênh kẹo chì của shop kẹo chì Gia Lộc PCP. Anh em mua hàng liên hệ trực tiếp qua đầu số điện thoại là 0365365161 và 0865361321 giúp em. Thì trước khi giới thiệu về sản phẩm thì em nói rõ luôn hình thức giao dịch bên nhà em thì nhận hàng thì thanh toán cành bên nhà em 100% là không kiểm. Anh em cảm thấy tin tưởng thì anh em đặt mua hàng, mà không tin tưởng có thể đi shop khác tham khảo và trải nghiệm dần. Thì tiền nào của đấy tùy theo cái cấu hình anh em đang ráp, có hàng rẻ và hàng đắt anh em nhé, hàng rẻ và hàng đắt đấy. Cái cành này thì anh em nếu mà thiện chí mua hàng ấy thì anh em vui lòng cọc trách nhiệm giúp em tiền vận chuyển, còn nếu mà không cọc thì em sẽ không gửi hàng cho anh em đấy, tại vì cái tiền tỷ lệ anh em đặt hàng cho vui mồm và bom hàng rất chi nhiều. Thì hôm nay lên cho anh em, lên sóng cho anh em cái cành HVK copy giảm giá, giá cành HVK copy đấy, giá siêu rẻ. Còn nói chung là mỗi một cái cành nó một cái ưu điểm và nhược điểm khác nhau đấy, và tùy theo cái kinh tế của anh em. Có những anh em thích cành chỉ thích cành đắt, nhưng anh em thích cành giá kinh tế chỉ có dù mua được hàng chung và hàng rẻ thôi đấy, nên là không áp đặt và tất cả anh em là chuyên dùng hàng cao cấp được. Thì nhằm như thế em sẽ cung cấp cho anh em những cái mẫu cành ngon, bổ và chất lượng bền luôn cho anh em. Còn những cái cành mà khi mình cung cấp ra thị trường ấy, mình đều bao luôn cho anh em 30 đến 50 cái kẹo và bao bảo hành luôn cho anh em 6 tháng đấy. Thì đây là cái lô cành, cả cành condo cả cành FX này. Thì đây cả cành condo cả cành FX anh em nhé. Đây nó rơi vào đây, có đây đang ngâm hóa chất để nhuộm này. Thì cái cành này thì tất cả bên kia nhập, bên kia nó gửi về bên nhà em, thì nhà em sẽ là phay phay lỗ và làm ổ tiện đuôi chuột cho anh em. Có cả cành FX nhé. FX thì anh em lưu ý nhà mình là phay lỗ này, phay lỗ là hai lỗ kép này, và không làm một lỗ đơn như ngày xưa nữa, hai lỗ kép. Anh em nhìn kỹ là hai lỗ kép này để tối đa cái dòng hơi đi lên này đấy, nếu mà bắn xa độ trụ nó sẽ cao hơn này. Thì những cái cành này thì mình nói luôn là tùy theo cái thời điểm mình nhập, tùy theo cái thời điểm mình nhập. Còn cái này thì luôn là bao bảo hành luôn cho anh em cái độ khương này tầm 30 đến 50 cái kẹo đấy. Anh em nhìn khương sáng bóng như ruột phích này đấy. Hiện tại cái dòng này thì có 5.5 và 6.35 đấy. Còn những cái này thì nếu mà anh em muốn chơi sờ lung thì anh em phải nói trực tiếp với shop để shop làm ổ chuyên chơi sờ lung. Còn nếu mà anh em muốn chơi lấm, ai chơi motor thì phải nói với shop để shop làm ổ chuyên chơi motor. Nhiều anh em về không biết làm ổ ấy, thì về sẽ sợ hỏng. Thế bên nhà em thì sẽ làm ổ trực tiếp luôn cho anh em nếu chuyên chơi dòng kẹo như thế nào. Còn nếu cái kích thước của cái kẹo, cái chiều dài, kích thước của viên kẹo ấy nó sẽ khác nhau nên là không thể làm ổ cùng nhau được. Còn đây là dòng condo này, 10 inch đến 24 inch nhà em có đủ luôn cho anh em. FX thì không ai chơi 24 inch cả, chỉ có condo đi thì người ta có thể chơi 24 inch để độ vươn xa sẽ tốt hơn đấy. Thì nếu mà cái tỷ lệ mà không bán được hàng ấy thì bên nhà mình sẽ không nhập được nhiều như thế này cả đấy. Thì còn cái chi tiết mà bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ qua cho anh em như vậy rồi, còn chi tiết mua hàng em liên hệ trực tiếp qua đầu số điện thoại là 0365365161 và 0865361321 giúp em. Xin chào anh em, gặp lại.